Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có vài con heo nó bị viêm phổi các bạn. Mình cố tình là mình không điều trị cái đàn heo này. Mình để cho những con này nó bị nặng đến một mức độ mà các bạn thường gặp nhất trong đàn của các bạn. Nhiều khi mà các bạn nhìn không ra con heo bị viêm phổi, các bạn cứ nghĩ nó bỏ ăn, cứ nghĩ nó là ăn yếu rồi nó bình thường, nó nằm xuống nó ngủ bình thường. Nhưng thật sự không phải các bạn. Nên có nhiều anh chị gọi điện cho mình là cái đàn heo của anh chị viêm phổi thiệt là nặng luôn. Nhưng mà anh chị nhìn không ra, anh chị cứ nói là nó bình thường, nó chỉ bỏ ăn, ăn kém một tí xíu thôi, rồi nó cũng đi lại bình thường, hoạt động bình thường. Thì hôm nay thì mình cho các bạn xem hai con heo mình không điều trị, bây giờ nó đã đến một mức độ các bạn thường gặp, đó là gọi là nặng đó các bạn. Thì mình sẽ điều trị con heo này khoảng chừng 7 đến 10 ngày xem là nó hồi phục như thế nào. Mời các bạn xem qua những con heo mình viêm phổi để mình điều trị từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 10 xem nó ra như thế nào. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 nha các bạn. Đây là hai con viêm phổi mình quay cho các bạn xem nè. Heo của các bạn á, là thường thường là bị nặng như thế này nè các bạn. Các bạn để ý con nhỏ nè, nó thở theo từng nhịp nè các bạn thấy không? Đó, đó là viêm phổi, nhô xương sống. Cái con bự này cũng có luôn, các bạn để ý cái con bự này nè. Nó thở theo từng nhịp nha các bạn. Đây là hai con viêm phổi. Khi mà đàn heo của mình có một số con bị viêm phổi, mình cố tình mình không chích. Mình để nặng cho những anh chị mà thường gặp để anh chị nhìn được cái con heo. Nhiều khi heo của anh chị á là bị viêm phổi thở bụng nhưng mà anh chị nhìn không ra, là nhìn nó bình thường, nó chỉ là giống như là nó hoạt động yếu rồi nó lại nó nằm thôi, nhưng mà không nhìn ra thở bụng. Các bạn thấy nó đứng không? Nó đứng nó thở. Con nhỏ là bị nặng, con bự là bị nhẹ. Còn những con bên đây á là nó chỉ bình thường thôi. Những con bên đây á, là nó viêm phổi, là nó chỉ nhô xương sống thôi. Là mình lọc trong những bầy này ra. Bầy bên đây là mình lọc một con nè. Bầy bên đây là mình lọc một con. Nó viêm phổi, mình không chích. Tới hôm nay, đến một mức độ mà anh chị thường gặp, thì mình bắt đầu mình mới lọc ra. Mình mới có video quay trực tiếp để cho anh chị tham khảo, anh chị điều trị những con heo này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình điều trị con heo nha. Đối với quá trình mình điều trị hai con heo này á, thì mình sẽ dùng ti lô cộng với bờ gôm là điều trị viêm phổi thở bụng. Là mình chích cho nó là 5 mũi, 5 ngày liên tục nha các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 là ngày đầu tiên mình điều trị cho nó. Với những con, đối với con heo nhỏ này á, thì mình sẽ tiêm cho nó 3C, 2C ti lô cộng với 1C bờ gôm pha chung. Đối với con bự này á, thì nó tầm 15-16kg, thì mình sẽ chích cho nó là 3C ti lô cộng với 2C bờ gôm. Là con bự này là mình chích cho nó 5C luôn. Các bạn lưu ý á, đây là trong quá trình điều trị là mình phải chích tăng liều lên. Còn các bạn chích theo đúng như liều sản xuất là, các bạn chích đúng như liều của nhà sản xuất là không bao giờ hiệu quả nha các bạn. Tại vì thuốc này nó nhẹ, nó không bị sốc, thì các bạn tăng liều lên một tí xíu cũng không sao hết. Con nhỏ là mình sẽ tiêm 3C, con bự là mình sẽ tiêm 5C nha. Đây là hai con heo mình mới vừa tiêm thuốc xong nè các bạn. Một là các bạn dùng gen ti lô của hãng Anova, hai là các bạn dùng ti lô Genta của hãng A3 nha. Hai cái loại gen ti lô này á, thì xài rất là hiệu quả đối với heo viêm phổi nha các bạn. Các bạn có cần mình tư vấn về vấn đề mà điều trị heo viêm phổi hoặc là vấn đề mà heo bệnh gì á, thì mình biết thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Còn nhiều vấn đề mình không biết á, thì mình nói là không biết nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình những vấn đề mà mình không biết nha. Không phải là cái gì mình cũng biết. Cái gì mình biết thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình cho các bạn, để các bạn biết, để các bạn điều trị, để chăn nuôi được hiệu quả nha. Rồi qua ngày thứ hai thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn. Ngày thứ hai thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha. Cái con này là viêm phổi là nặng, rất nặng luôn nè. Nên các bạn lưu ý về vấn đề heo viêm phổi, các bạn nhìn mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Mình quay cho các bạn xem hai con heo mình buổi tối nè các bạn. Con heo nhỏ này theo mình quan sát là nó giảm thở hơn buổi chiều rồi các bạn. Buổi chiều nó đứng nó mệt lắm, nó chịu không nổi luôn. Rồi con heo bự bên đây nè thì nó cũng đỡ rồi. Đó.
cái con heo bự này á, thì nó cũng đỡ thở hồi chiều nha, nó cũng khỏe rồi. Đây nó nằm xuống nè, mình quay nó nằm cho các bạn xem nè. Các bạn để ý cái nhịp thở của nó nha. Đó, các bạn thấy không? Nó thở giật giật thấy không? Nãy giờ nó đi á, rồi nó nằm xuống nó thở. Nhưng mà theo mình quan sát á, là nó đỡ mệt hơn hồi lúc chiều rồi. Ở đây thì mình cập nhật cho các bạn xem hai con heo viêm phổi của mình. Hôm nay là ngày thứ hai nè các bạn. Nó vẫn khỏe mạnh bình thường nha. Hôm nay là mình thấy nó tiến triển hơn hôm qua rồi. Hôm qua nó thở nhiều, nó mệt. Hôm nay là nó vận động nhiều lắm. Rồi bây giờ mình để mình cho nó ăn. Rồi để mình đổ thức ăn xuống cho nó ăn nè các bạn. Nó ăn cũng mạnh lắm. Hai con à, hai con ăn mà cái này là ba con chen vô ăn được luôn á, mà con bự nó dành nè, nó ém con nhỏ, đâu cho con nhỏ vô ăn đâu. Hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn. Đợi một tí nữa thì mình sẽ tiêm thuốc cho nó nha. Các bạn dùng là Tilo Genta của hãng A3 hoặc là Gentilo của hãng Anova cộng với bờ gom thì các bạn tiêm cho nó là liên tục 5 ngày nha. Rồi bắt đầu là mình theo dõi thêm từ 3 đến 5 ngày nữa xem nó hồi phục như thế nào. Đối với trường hợp thở bụng này á, thì mình theo dõi rồi á, thì mình có thể tiêm 1-2 mũi nó vẫn được nha. Đây là những con heo á, là mình cố tình mình không điều trị viêm phổi, mình để cho nó đến một mức độ nó nặng giống như các bạn thường gặp á. Là bây giờ mình lại có heo để mình làm video cho các bạn tham khảo nè. Cũng có một số heo nó bị viêm phổi đó các bạn, nhưng mà nó nhẹ, mình tiêm chầm chừng 2 mũi 3 mũi là nó hết rồi. Nè, như mấy con này nó cũng bị viêm phổi, nó nhô xương sống nè. Tại vì cái đàn này là mình không có tiêm, bắt đầu là mình lọc ra. Con nhỏ là của cái đàn này nè, rồi con bự là của cái đàn này, là mình không có tiêm, rồi mình lọc ra. Còn đây là cái đàn mình cho ăn phối trộn nè. Nó cũng bị viêm phổi luôn nha, cũng có mấy con nhô xương sống là nó bị viêm phổi đó. Rồi bắt đầu từ hôm nay là mình sẽ tiếp tổng đàn mấy cái đàn này hết để mình điều trị viêm phổi. Các bạn xem coi là mình điều trị hai con viêm phổi này như thế nào nha. Rồi ngày thứ hai thì hai con này thì mình mới vừa tiêm xong nè các bạn, mình mới bắt nó lên thì nó hơi mệt nha. Mình lưu ý với các bạn á, là những con heo viêm phổi thở bụng là các bạn hạn chế gượt nó. Chỉ cần nó dùng sức thôi là bắt đầu là nó sẽ mệt nha. Mình xin lưu ý với các bạn á, là những con heo viêm phổi thở bụng nó rất là dễ bị mệt luôn. Các bạn ôm nó rồi các bạn gượt nó chạy vài vòng là nó mệt. Nhiều con mà nó mệt nhiều là nó chạy chùm 2-3 vòng là bắt đầu là nó hả họng nó thở. Những trường hợp đó thì các bạn phải tắm cho nó, các bạn nhốt riêng, xử lý cho nó. Đó là nó mệt, nó hả họng, rồi các bạn dọc dọc nó vài lần nữa là bắt đầu là nó hả họng nó chết luôn á. Nên là cái con bự này mình mới ẩm nó lên, nó thở nè, nó mệt nó thở nè, cái bụng nó giật giật các bạn thấy không, nó tốt ra tốt vô các bạn thấy không. Con nhỏ nó cũng vậy luôn. Rồi một chút nữa thì nó ăn uống rồi xong á thì nó nằm nghỉ ngơi rồi nó khỏe. Hôm nay là ngày thứ hai thì mình cập nhật cho các bạn xem bao nhiêu đó nha. Đây mình quay cho cận cảnh cho các bạn xem nè. Cái con heo này á là nó mới ăn xong là cái bụng nó nè các bạn, quá trời to luôn, nó nằm nó thở nè. Nó ăn no một phần, nó thở bụng một phần nữa, chứ không phải là nó thở bụng như vậy không nha. Các bạn lưu ý giúp mình là những con viêm phổi thở bụng á, đa số là nó nằm sấp không à. Nó không nằm ngửa được, nó nằm ngửa khoảng chừng 1-2 phút là nó mệt. Là nó đầu nó đứng dậy, nó nằm sấp liền. Nó không có nằm ngửa lâu được các bạn. Mà thường thường đa số 100% là nó chỉ nằm úp bụng xuống thôi. Rồi hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn. Hồi sáng giờ mình quá trời nhiều công chuyện luôn các bạn. Mình quên quay hai con heo cho các bạn xem nữa. Hôm nay thì nó đỡ thở hơn rồi, nó vẫn còn thở nha. Nhưng mà nó khỏe lắm các bạn thấy có nó ăn còn bụng không đó, cám nó ăn trong đó cái bụng đó kìa. Con heo bự thì đỡ các bạn, con heo bự thì nó cũng nằm ngửa được rồi, nó đỡ thở rồi. Chủ là con heo nhỏ này nè. Ăn quá trời cái bụng luôn nè. Rồi hôm nay là ngày thứ ba nha các bạn, mình tiêm thuốc cho nó nữa nha. Đáng lẽ con này là tiêm buổi trưa chứ không phải là tiêm giờ này đâu, nhưng mà hôm nay do mình bận công chuyện nên giờ này thì mình mới tiêm được nha. Hôm nay là mình điều trị ngày thứ ba, Tilo cộng với bờ gom. Con heo bự cũng vậy luôn. Con heo bự thì đỡ rồi, khỏe rồi, con heo bự tầm chừng 2 đến 3 ngày nữa là nó khỏe hoàn toàn luôn đó. Còn cái heo nhỏ này thì nó lâu thôi.
các bạn thấy mình đầu tư hai con heo để mình là ra một cái clip để cho các bạn tham khảo là những con heo của các bạn á, là có bị vấn đề giống như của mình hay không. Thường thường là những anh chị bị nặng như vậy á mới gọi cho mình, còn mà lúc mới bị á là anh chị không có phát hiện được nên không có gọi cho mình. Lúc gọi cho mình là nó đã nặng rồi, tùy theo trường hợp nặng nhẹ mà có thể là nó quá hao nha các bạn lưu ý vấn đề này nha. Khi mà các bạn gặp trường hợp mà heo viêm phổi, thở bụng, ho thì các bạn không có thuốc nào mà trị hiệu quả thì các bạn cứ liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn để các bạn điều trị được sớm hơn, được thành công hơn nha. Rồi hôm nay là ngày thứ ba nè các bạn, heo của mình hôm nay là 26 ngày mình chưa tách bầy nữa nè, chắc ngày mai mình tách á. Mình mới vừa ẩm hai con heo này lên á thì nó hơi mệt nha các bạn, một tí là nó một tí nữa nó nằm xuống á thì nó sẽ khỏe lại bình thường nha. Đó, hôm nay là ngày thứ ba nha, các bạn nhớ đón xem hết clip của mình xem là mình điều trị bao nhiêu ngày thì con heo nó bị nặng, nó bây giờ nó sẽ trở lại bình thường nha. Rồi tiếp theo á là mình sẽ cập nhật cho các bạn xem là con heo viêm phổi của mình hôm nay là ngày thứ tư nè các bạn. Hôm nay á thì mình sẽ đổi cho nó một ngày là chích Tilo với đề sa nha các bạn, đề sa cũng là kháng viêm một phần nữa. Đó, các bạn thấy nó thở không? Hôm nay á là nó thở theo từng nhịp đỡ hơn hồi lúc trước rồi. Lúc trước là nó thở nhịp mạnh lắm, còn bây giờ là nó thở đỡ hơn tí rồi đó. Nó vẫn khỏe mạnh nha, ăn uống nó bình thường. Các bạn thấy cái bụng nó là các bạn biết rồi đó, nó ăn uống cái bụng nó cỡ đó đó. Còn cái con heo bự này là nó khỏe rồi, nó nằm ngửa ra được bình thường rồi các bạn ơi. Con heo bự này nè. Rồi hôm nay là ngày thứ tư thì mình sẽ tiêm thuốc cho nó thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Đây con heo nó nằm xuống nè. Nó vẫn còn thở nhưng mà nó không có thở giống như những ngày đầu tiên, các bạn nhìn nhịp thở nha. Các bạn so với ngày đầu tiên á là nó không bao giờ nó thở như ngày đầu tiên nữa. Ngày đầu tiên nó thở giật giật vậy đó. Hôm nay là ngày thứ tư mà chưa chích thuốc nha. Rồi cái con này là ngày thứ tư nè. Rồi qua ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha. Hôm nay buổi chiều ngày thứ năm mình cập nhật hai con viêm phổi cho các bạn xem nè. Nó ăn cái bụng nó cả. Ở đây thì mình đổ điện giải da móc là cho nó uống. Nó nằm ngửa được các bạn, hôm qua mình chích một mũi Tilo, một mũi bà gom, hồi đêm hôm 9 giờ mình vô á là mình thấy nó nằm ngửa được rồi, nhưng mà nó nằm không được lâu. Hôm nay thì nó cũng đỡ, cũng giảm thở các bạn. Hôm nay nữa thì mình sẽ tiêm một mũi Tilo cộng một mũi bà gom, rồi mình ngưng 2 ngày mình theo dõi nó, rồi mình chích thêm 1 đến 2 mũi nữa. Còn con heo trắng này á thì nó muốn khỏe các bạn. Con heo này á là mình chích hôm nay là mình chích một mũi Tilo với bà gom cộng chung. Rồi mình theo dõi nó tầm 3 đến 5 ngày nữa đợi phổi nó hồi phục thôi. Con heo bự thì ok rồi, chủ yếu là còn con heo nhỏ thôi. Viêm phổi, thở bụng, nặng, điều trị rất là lâu nha các bạn, chứ không phải là điều trị là hết liền đâu. Viêm phổi, thở bụng, ho thì điều trị dễ lắm, tầm 2 đến 3 mũi là hết ho rồi. Còn mà thở bụng mà nặng á, là trị khoảng 10 ngày, 14 ngày luôn á. Còn như con vừa vừa này nè, con trắng này bữa hỏi mình cho các bạn xem đó, là điều trị khoảng chừng 5 mũi, 5 ngày liên tục, theo dõi tầm chừng 3 đến 5 ngày nữa là phổi nó hồi phục là nó khỏe rồi. Con hổm nó ốm, bây giờ nó ăn cái bụng nó mập hơn kìa. Rồi hôm nay là ngày thứ 5 nha các bạn. Heo mình hôm nay là ngày thứ 6 nha các bạn. Ăn uống khỏe mạnh bình thường nha. Vẫn còn thở bụng nhưng mà vẫn ăn mạnh bình thường nha. Đây là con bự nè. Mình cập nhật cho các bạn xem nè, con heo của mình viêm phổi hôm nay nữa là ngày thứ 8 nè các bạn. Các bạn thấy không, cái xương sống của nó là ít nhô rồi. Rồi nó thở bụng là thở dạng nhẹ chứ không còn mà thở dạng nặng như hồi lúc đầu nữa. Hôm nay là ngày thứ 8 nha, ăn mạnh vẫn hoạt động bình thường các bạn. Nó không còn mệt giống như ngày đầu tiên nữa. Rồi vài ngày nữa thì nó khỏe lại thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm. Còn cái con bự bên đây nè, cái con bên đây á, thì không tính, cái con bên đây là của cái bầy bên đây là nó nhảy qua. Nó cái con này là con bự nè, hôm nay là nó đã hoàn toàn khỏe mạnh bình thường rồi, nó không còn thở bụng nữa. Nó ăn hiếp hai con này dữ lắm. Đó, cái con này là mình dự định là mình dồn nó về bên đó luôn, chỉ cho một con viêm phổi này sống một mình thôi. Các bạn lưu ý nha, heo các bạn bị viêm phổi thở bụng hoặc là viêm phổi ho thì các bạn giữ nền cho khô ráo, không được tắm heo, các bạn chỉ quét nền cho sạch rồi giữ chỗ rồi giờ giữ chỗ nằm cho heo á được khô. Các bạn càng làm nền ẩm ướt
tắm heo nhiều á thì nó càng bị nặng thôi chứ không bao giờ trị hết nha các bạn. Đó, con heo bự này nè, khỏe mạnh rồi. Rồi hôm nay là ngày thứ 8 các bạn ơi, là mình chích 5 ngày liên tục rồi mình ngưng, hôm nay nữa là ngưng 3 ngày rồi. Có thể là ngày mai mình tiêm, ngày mai ngày mốt mình tiêm cho nó 1 đến 2 mũi thuốc nữa thì mình sẽ ngưng nha. Rồi mình cập nhật con heo viêm phổi của mình cho các bạn xem nè, hôm nay là ngày thứ 9 nè các bạn. Kìa nó đói bụng, nó mê ăn, nó đói bụng, nó lo nhìn bên đó không à. Chủ yếu là con nhỏ nè các bạn, còn cái con bự này nè, con bự này là khỏe rồi nha. Con bự này là mình chích 5 mũi, hôm nay nữa mình theo dõi 4 ngày là nó khỏe hoàn toàn rồi. Còn cái con này á, là cái bầy bên đó mình bắt qua đây. Chủ yếu là cái con nhỏ này nè, cái con nhỏ này á thì nó vẫn còn thở bụng nhưng mà dạng thở nhẹ thôi các bạn. Nó đang trong quá trình hồi phục. Thì hôm nay là ngày thứ 9 thì mình sẽ tiêm cho nó 1 mũi tilo bờ gôm nữa. Ngày mai mình sẽ tiêm 1 mũi tilo bờ gôm nữa thì mình sẽ ngưng nha. Nó khỏe rồi. Các bạn xem ngày đầu tiên á là nó nhô xương sống, hôm nay là ngày thứ 9 nè, nó đâu còn nhô nhiêu đâu. Nó chỉ còn nhô nhẹ thôi, các bạn nhìn thấy nó nhô nhẹ thôi chứ đâu có còn thấy rõ như ngày đầu tiên nữa. Đó, ngày thứ 9 nha các bạn. Mình điều trị viêm phổi, heo viêm phổi thở bụng á, là điều trị là phải có thời gian. Còn mà heo ho thì nhanh lắm, heo ho tầm chừng 2 mũi 3 mũi là hết ho rồi, con nhiều, con nào nặng lắm là 5 mũi. Nhưng mà thường đa số là chích 3 mũi là hết ho các bạn. Còn cái thở bụng á là mấy điều trị lâu dài thôi, thở bụng là nó nặng rồi. Rồi ngày thứ 9 nha các bạn, rồi qua những ngày kế tiếp á, thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay là heo của mình buổi chiều ngày thứ 10 nè các bạn. Cái con viêm phổi này là mình điều trị được 10 ngày rồi nè các bạn. Còn cái con lớn này là chích 5 mũi là ngưng luôn rồi. Hôm nay là khỏe mạnh hoàn toàn nha, hồi phục hoàn toàn nha. Cái con này thì nó chỉ còn nhô xương sống một tí nữa thôi. Cái con này khoảng chừng 3 đến 4 ngày nữa là nó không còn nhô nữa các bạn. Nó ngày đầu tiên nó thở bụng 10, chứ ngày hôm nay nó thở bụng còn chừng 1,5 thôi, là còn chừng 1,5 thôi, chứ không tới 2 nữa các bạn. Cái con này ngày hôm qua là mình tiêm 1 mũi rồi, hôm nay mình tiêm 1 mũi nữa thì mình ngưng nha các bạn, mình không tiêm nữa. Rồi khoảng chừng 3-4 ngày nữa là nó sẽ hồi phục từ từ nha, các bạn không tắm nó nha. Khoảng chừng 7 đến 10 ngày nữa thì các bạn hãy tắm nó. Các bạn như vậy, các bạn rửa nền này nè, thì các bạn nó bắt qua ô khác đi, rồi xong á thì các bạn bắt nó lại chứ các bạn đừng tắm nó. Con heo này là điều trị là ok rồi đó các bạn, chỉ chờ thời gian là nó hồi phục thôi nha. Đó, hôm nay là ngày thứ 10, mạnh khỏe, ăn bình thường, ăn bụng to lắm. Cái bụng đó còn chưa giữ nữa đó, ăn một chút các bạn thấy nó ăn mà là phì bụng mà nó chịu không nổi thì thôi đó, nó ăn liên tục luôn. Rồi mình cho các bạn xem nè, cái bầy 16 con của mình hôm nay là 3 ngày nè, uống được 2 bịch sữa và 2 nấm cắm tập ăn. Nãy giờ mình để vô khoảng 15 phút nè, làm hết trơn luôn rồi nè. Chắc tối nay mình pha thêm bịch mới cho nó nữa quá. Tính để tới sáng mà không hết tới sáng luôn rồi, không được tới sáng rồi. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua.